hé lộ 3 cơ hội vàng đổi vận chưa ai từng tiết lộ cho tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, sau 60 tuổi đón lấy tài lộc, về già an nhàn giàu sang nhất họ. Thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, đã bao giờ cô bác tự hỏi tại sao mình vẫn vất vả cố gắng quá nửa đời người mà vẫn nghèo khổ? Chắc hẳn nhiều lúc cô bác đã cảm thấy bất lực và muốn bỏ cuộc phải không nào? Thế nhưng cô bác có biết không, sông có lúc, người có khúc, cuộc đời vốn dĩ có lúc thăng, lúc trầm, không ai giàu mãi, cũng chẳng ai mãi nghèo. Đặc biệt, thời điểm tới đây là một trong những giai đoạn cực kỳ căng thẳng của Giáp Thìn. Nếu không đề phòng và chú ý về chuyển biến trong vận trình của mình, thì bản mệnh đại hạn triền miên, tài lộc đi hết, hơn nữa còn có thể gặp nạn diệt thân lìa xa cõi trần. Tuy nhiên, sau cơn mưa luôn có tia nắng ấm áp, nếu sau 60 tuổi biết nắm bắt và tận dụng những căn cơ được tiết lộ, thì có thể chuyển họa thành phúc, giàu lên nhanh chóng, khỏe mạnh thần kỳ, ai cũng phát hờn ghen tị. Nói đến đây sẽ có nhiều cô bác Giáp Thìn còn bán tín bán nghi, vậy cô bác hãy dành chút ít thời gian để cùng chiêm nghiệm nhé. Trong cuộc sống không có điều gì khiến người tuổi Rồng có thể lùi bước, ý chí phấn đấu của họ rất cao, khó khăn gấp mấy cũng không cản trở được họ. Họ biết mình muốn gì, trong họ lúc nào cũng biết và cho rằng mình mang trong người sứ mạng và mục tiêu sai khiến người khác. Họ là những người quan tâm đến tiền đồ của bản thân, bằng mọi giá họ phải chiến thắng. Người tuổi Rồng có ma lực rất lớn, không chỉ là hấp dẫn nhỏ, mà một khi đã muốn người khác làm gì, e rằng họ khó mà cự tuyệt được. Thêm vào đó, bạn sẽ vui vẻ mà nghe theo ý của họ. Phải công nhận một điều, người tuổi Giáp Thìn sinh ra là đã có được quyền lực này. Họ không cần phải tranh giành của ai hết, nên đừng nghĩ họ là người đè ép ai để có được. Nói về phụ nữ tuổi Giáp Thìn thì không cần bàn cãi, họ thật sự có một sức hấp dẫn cực mạnh. Hấp dẫn ở đây không phải là họ xinh đẹp, sắc sảo tuyệt trần, mà khi sinh ra họ đã có một sự thu hút lạ kỳ, cũng có thể là do lời ăn tiếng nói của họ cũng nên. Với những gì mà trời ban, họ không những tốt về phương diện tình cảm, mà sự nghiệp của họ cũng thăng tiến một cách dễ dàng. Người tuổi Giáp Thìn có một nhược điểm là họ khá cố chấp cứng đầu, không phải ai nói gì cũng nghe và cũng tiếp thu, nhưng bù lại họ làm gì cũng rất cẩn thận. Gặp chuyện gì họ cũng có thể tiến về phía trước, không chút do dự, đây cũng là điều đem đến cho họ nhiều thành công. Người tuổi Giáp Thìn thường là người độc đoán, khắt khe, nên khi tiếp xúc với người khác, họ sẽ để lại một ấn tượng giống như đạo chúa vậy đó. Họ nắm bắt sự nghiệp rất nhanh nhạy, không làm chuyện xấu thì thôi, chứ một khi họ làm chuyện xấu, họ cũng sẽ trở thành những thủ phạm thật sự thiên tài. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Thìn, thì bạn đừng trông chờ họ sẽ bộc lộ gì nhé, vì bản chất của họ là không thích thể hiện tình cảm. Chính vì thế, bạn sẽ thấy người tuổi Giáp Thìn sẽ không kết hôn sớm, họ không thích sự ràng buộc cả trong công việc lẫn hôn nhân. Ưu điểm, những người tuổi Giáp Thìn có một đặc điểm đó là tiếp cận vấn đề muộn nhưng giải quyết vấn đề sớm. Vì họ là những người có nhiều phát minh sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật và từ đó có lối sống giải quyết thỏa đáng nhanh gọn. Tuổi Giáp Thìn có tư duy hướng đến tri thức văn minh, trong họ có một ngọn lửa bất diệt thắp sáng trong những đêm trường tăm tối, cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu, nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Họ mang trong mình cả một kho tri thức, họ cũng là những nhà sư phạm tài ba, có thể khai trí mở mang học vấn cho thế hệ trẻ, nhờ đó mà lứa tuổi này hiểu biết hơn, lịch duyệt hơn. Ngoài sự sáng suốt còn mang năng lượng, nên họ rất nhiệt tình tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, biết quan tâm người khác với một tâm lý sốt sắng, mẫu người này cũng nóng tính, nhưng giúp đỡ người khác luôn vô tư hết mình. Nam mạng tuổi Giáp Thìn. Theo tử vi phương Đông, nam mạng tuổi Giáp Thìn có cuộc sống tương đối tốt đẹp, những việc muốn làm thì đều có kết quả như ý muốn. Vạn sự tất thành, đại cát, đại lợi, những người này được hưởng số vinh hoa phú quý, ít khi lo nghĩ hay vất vả. Tóm lại, Giáp Thìn nam mạng có đường đời vô cùng suôn sẻ thuận lợi, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 87 tuổi, nếu sống hiền lương, làm nhiều việc thiện, tích phúc đức sẽ được tăng tuổi thọ. Nữ mạng tuổi Giáp Thìn. Nữ mạng Giáp Thìn có cuộc sống viên mãn hạnh phúc, mọi sự đều được như ý, công danh tiền bạc sán lạn, rộng mở ở cả tiền vận và trung vận, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc. Theo tử vi tuổi Giáp Thìn, những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 91 tuổi, những người ăn ở lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích được nhiều phúc đức, sẽ được gia tăng tuổi thọ để vui vầy cùng con cháu. Về mặt công danh sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn là những người lãnh đạo và họ thích được như vậy, họ không hề thiếu tự tin và rất giỏi trong việc khai trí thông minh. Tài năng và năng lượng, kỹ năng phi thường này tạo ra nhiều cơ hội cho họ đạt được những điều tuyệt vời.
Các công việc cho phép vận dụng khả năng sáng tạo đều phù hợp với họ. Thành công thường đi theo người tuổi rồng. Họ là những người có ý tưởng vĩ đại. Với năng lực của mình, họ có thể làm những điều tưởng chừng như không thể. Đối với họ không có chướng ngại nào không thể vượt qua. Họ như cơn gió cuốn phăng mọi thứ. Đây chính là những người giàu trải nghiệm nhất, chẳng bao giờ e sợ mạo hiểm về tài chính, cũng như sự nghiệp, vì lúc nào họ cũng có thể xoay sở được tình huống để vượt qua nó. Với tính quyết đoán, rồng mang đến một làn gió mới trong công việc mà họ chọn, nhưng có lẽ tài năng mà họ có được sẽ thích hợp nhất với thế giới giải trí. Trong kinh doanh, người thì dùng lý trí hơn là tình cảm, song nếu ai cần sự giúp đỡ, họ sẵn sàng làm ngay, trong giao dịch họ rất thẳng thắn. Luôn đi thẳng vào vấn đề cần bàn và công khai biểu lộ quan điểm của mình. Khi họ đã ra quyết định thì tiến hành ngay, không hề ân hận về những gì mình đã làm. Nữ doanh nhân tuổi Giáp Thìn thích tranh đấu, cạnh tranh trong doanh nghiệp. Đôi khi họ lao vào các sự việc không hợp với họ. Trong làm ăn và giao tiếp, họ không trọng hình thức và các động thái ngoại giao. Chỉ cần nội dung công việc xong, tâm hồn họ lại rất phong phú, lãng mạn. Doanh nhân tuổi Giáp Thìn cũng là người rất độ lượng khoan dung. Khi không vừa ý họ liền nói thẳng, không để bụng họa ai. Họ cũng là người của công việc, thích sống và làm việc một mình, rất tự tin trong cuộc sống. Người sinh năm Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên. Vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, nhiều chuyện nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, người tuổi Giáp Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bạn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế, bởi vậy bạn không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều, tuy bạn biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với bạn tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của bạn quả chính xác và sáng suốt. Nếu bạn có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu bạn có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, bạn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của bạn, nếu thu nhập nhiều nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên nếu bạn muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy bạn có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thường chỉ để thỏa mãn sự say mê hư danh mà thôi. Dù bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc, nếu không bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Giáp Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện, điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Giáp Thìn phô trương tự tin một cách thái quá. Tuổi Giáp Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên phát triển bản thân mà những người tuổi Giáp Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, tuổi Giáp Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Giáp Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Về mặt tài lộc, người tuổi Giáp Thìn có khả năng kiếm được khá nhiều tiền nhưng lại chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Nguyên nhân là lối sống ưa hưởng thụ và không có kỹ năng quản lý tài chính. Người tuổi này coi việc tiêu tiền là một trong những cách để giải tỏa căng thẳng, vậy nên càng cảm thấy bị áp lực thì họ lại càng mua sắm nhiều vào những thứ đồ vô bổ. Bên cạnh đó, người tuổi Giáp Thìn cũng chi tiêu rất hào phóng cho các mối quan hệ. Họ không cảm thấy hối tiếc khi bỏ tiền ra tổ chức tiệc tùng cùng bạn bè, người thân. Nếu không học cách chi tiêu hợp lý, không sớm thì muộn, họ cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khánh kiệt về tài sản. Nghị lực mềm yếu là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Giáp Thìn. Khi đối mặt với khó khăn, họ dễ thoái chí nản lòng và đánh mất phương hướng. Họ thường xuyên né tránh hiện thực, không dám đương đầu trực tiếp với thử thách. Họ cần có ý thức rèn luyện ý chí để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, người tuổi Giáp Thìn thường ngại gian khổ trong công việc. Họ chỉ tỏ ra nhiệt tình, chăm chỉ với những việc mà họ yêu thích. Còn đối với những nhiệm vụ khiến họ cảm thấy áp lực, thì họ sẽ nhanh chóng bỏ cuộc,
Chỉ khi người tuổi Giáp Thìn chấp nhận hy sinh công sức và trí tuệ để nghiên cứu chuyên sâu thì họ mới có thể bứt phá trong sự nghiệp. Nam mạng tuổi hợp làm ăn. Trong công việc Giáp Thìn nam mạng, nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc sẽ giúp cho mọi việc được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp khó khăn trở ngại, mà tiền thì vào như nước, đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi và Nhâm Tý. Tuổi Đại Kỵ. Đàn ông Giáp Thìn không nên kết hôn hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc như Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Khi kết hôn với những tuổi này thì làm việc gì cũng thất bại, hao tiền tốn của, tình duyên giang dở, không được dài lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải thận trọng và giản dị hết mức. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tội Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên cưới hỏi linh đình, chỉ cần nằm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Còn nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ách. Quan trọng nhất vẫn là ở hiền gặp lành, làm nhiều việc thiện tích phúc, tích đức trời Phật sẽ phù hộ, tai họa sẽ được hóa giải. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, thời điểm hoàng đạo cho việc xuất hành của người Giáp Thìn nam mạng là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ và may mắn, ít gặp khó khăn trở ngại và luôn được thành công. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn. Giáp Thìn nữ mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn, đó là các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ và Mậu Thân. Khi kết hợp với những người này, mọi việc sẽ suôn sẻ, ít gặp trắc trở, thu về nhiều thành công và tiền bạc, mưu sự ắt thành đại cát, đại lợi. Tuổi Đại Kỵ. Nữ mạng Giáp Thìn không nên cộng tác làm ăn hay kết hôn với các tuổi xung khắc với mình, đó là Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu. Nếu kết hợp với những tuổi này, mọi chuyện sẽ gặp nhiều trắc trở, thua lỗ, thất bại, phá sản hay tình duyên giang dở không được bền lâu. Gặp tuổi Đại Kỵ mọi việc phải hết sức thận trọng và đơn giản. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi Đại Kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì hai người không được tổ chức đám cưới hỏi linh đình rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ, người thân trong gia đình thì nên thành tâm lập lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ và tránh được tai ương. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, thời điểm hoàng đạo cho Giáp Thìn nữ mạng xuất hành là giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khi xuất hành vào giờ này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Giáp Thìn khẳng khái, chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi. Cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn. Nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụng được cũng không quá nhiều. Một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ. Quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Giáp Thìn đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 60 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Giáp Thìn nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm, tuổi Giáp Thìn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn,
áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, người sinh năm Thìn rất có lý tưởng nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn, thập mỹ, rất nghiêm khắc với bản thân và người khác, yêu cầu của bạn rất nhiều. Vì thế những gì bạn bỏ ra cũng luôn nhiều hơn người bình thường, tuy cố chấp nhưng nhiệt tình và khẳng khái nên bạn được mọi người yêu mến. Thông thường người tuổi Giáp Thìn ít khi chủ động yêu người khác và hiếm khi buồn rầu về chuyện tình yêu, đa số các trường hợp là bạn bỏ rơi người ta chứ chẳng mấy ai lìa bỏ bạn. Có thể bạn mới bắt đầu yêu, còn phát hiện người bạn cảm mến cũng yêu bạn, hơn nữa anh ta rất chủ động, bạn nên nhớ rằng chí tình chí nghĩa có thể gặp, nhưng nhiều khi vô duyên nên bất tương phùng, bạn còn chần chừ gì nữa, bạn nên chú ý đến dáng vẻ bản thân, phải biết kiềm chế các tính cách tự do, không khuôn phép. Dù người tuổi Giáp Thìn tỏ ra khá thụ động trong tình yêu, nhưng do nghiêm khắc với bản thân khẳng khái, nhiệt thành giúp người khác, nên bạn khá thuận lợi trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều đi qua êm đẹp. Sau khi kết hôn, cuộc sống gia đình bạn vô cùng hạnh phúc, vì vậy bạn phải giữ gìn trân trọng niềm vui ấy. Nhất thiết không được mơ mộng hão huyền, tuy vẫn hoài niệm về quá khứ, nhưng những gì đã qua đều trở thành dĩ vãng, bạn nên hiểu điều này. Nói chung, giới nữ tuổi Giáp Thìn hễ vướng vào lưới tình liền chú ý chăm chút bản thân, say đắm trong vòng tay người yêu. Bạn mong người yêu thấu hiểu được sự chân thành của bạn và đáp lại nồng nàn như thế, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc, ngọt ngào thắm thiết mà không giấy bút nào tả xiết. Bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, rồi mới quyết định coi họ là nửa kia của mình trong suốt cuộc đời. Bạn tình nguyện gánh vác trách nhiệm vợ hiền, dâu thảo, với bạn lo liệu việc nhà chăm sóc chồng con là niềm vui cuộc sống. Do đã trải qua sự lựa chọn thận trọng lý trí, nên tình yêu của bạn với chồng như dòng sông chảy mãi, sẽ vượt qua mọi thử thách cam go. Trong cuộc sống gia đình, bởi lẽ gia đình đối với bạn rất quan trọng, thiêng liêng, nên đôi lúc bạn tỏ ra quá hấp tấp nóng vội, song không mất đi nét đáng yêu của người vợ hiền. Khi nam giới tuổi Giáp Thìn ở bên ý trung nhân, anh ta sẽ rất lúng túng bối rối, tuy quan tâm chăm sóc dịu dàng với người yêu, song do bản tính mẫn cảm nên đôi khi cũng sẽ giận dỗi vùng vằng, làm lẫn lộn giữa tình yêu với bạn gái và tình yêu dành cho mẹ. Do lòng tự trọng cao, ngoài nỗi sợ bị tổn thương bạn, rất sợ bản thân mình làm tổn thương đối phương, nên hết sức nâng niu người yêu, bạn chăm sóc người yêu từng ly, từng tí, song vẫn rất hay ghen, khi đang yêu bạn sẽ bộc lộ bản tính đa sầu, đa cảm, vẻ ngoài tuy trầm tĩnh, song khi đã kết hôn bạn tỏ ra khá cô độc, tính khí thất thường. Tuy vậy, bạn lại vui vẻ giúp vợ làm việc nhà, đúng là một mẫu chồng điển hình. Nam mạng, chuyện nhân duyên của nam mạng Giáp Thìn được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người được hạ sinh vào các tháng 2, tháng 3 và tháng 9 âm lịch, tình duyên có thể sẽ thay đổi đến 3 lần mới tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 11 âm lịch, phải trải qua 2 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới được chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời với người yêu thương. May mắn nhất là những nam mạng Giáp Thìn sinh vào tháng 1 và tháng 12 âm lịch, họ không phải trải qua lần thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ hạnh phúc viên mãn với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Nữ mạng, chuyện nhân duyên của nữ mạng Giáp Thìn được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 3, tháng 6, tháng 8 và tháng 10 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới tìm thấy được bến bờ hạnh phúc của mình. Những ai sinh vào các tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 9 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được hạnh phúc trọn vẹn. May mắn nhất là những người sinh vào các tháng 1, tháng 5, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, họ không phải trải qua sự thay đổi nào trong hôn nhân mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý trung nhân duy nhất của mình. Về mặt sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn, đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách góc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh, rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất, những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể vãn hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Giáp Thìn sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng, lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt,
hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Giáp Thìn hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xem vận trình lưu niên của người tuổi Giáp Thìn qua các năm. 1. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Tý. Năm Tý đường tài lộc của người tuổi Giáp Thìn hưng vượng, bạn làm đâu thắng đấy, thích hợp để mở rộng quy mô sản xuất hoặc đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, dù có thuận lợi đến mấy, cũng chớ nên chủ quan lơ là vì nguy cơ hao tài vẫn luôn tiềm ẩn, nửa cuối năm cũng cần đề phòng sự cố bất ngờ phát sinh. 2. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Sửu. Năm này người tuổi Giáp Thìn hành sự gặp nhiều cát lành, dù có bị kẻ tiểu nhân lời ra tiếng vào, nhưng không đem lại sức ảnh hưởng lớn. Phương diện đầu tư cũng có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, hãy tích cực tiếp nhận các luồng thông tin, chọn thời điểm thích hợp để đưa ra các quyết định đúng đắn. 3. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên tuổi Giáp Thìn, vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong năm này lên xuống thất thường, bản mệnh thường phải lập mưu tính kế, bôn ba vất vả mới có thể kiếm được tiền về túi, con giáp này cần cổ vũ bản thân hết sức cố gắng, chớ bỏ cuộc giữa chừng, kẻo công lao từ trước đến nay sẽ uổng phí. 4. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Mão. Năm này là một năm có nhiều biến động đối với bản mệnh, cần giữ tinh thần bình tĩnh đối diện với mọi vấn đề, chớ nóng vội mà hỏng việc. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên tham gia vào các trò cờ bạc đỏ đen để tìm cơ hội phát tài nhanh, cuối năm có cơ hội phát tài nhỏ, công sức bạn bỏ ra suốt cả một năm sẽ được đền đáp xứng đáng. 5. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của tuổi Giáp Thìn, nhìn chung, trong năm này bản mệnh người tuổi Giáp Thìn nếu cố gắng thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Giữa năm là thời điểm có nhiều trở ngại xuất hiện, bạn cần phải thận trọng hơn khi hành sự. 6. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Tỵ. Được các tinh nâng đỡ nên vận trình của bản mệnh có khởi sắc rõ rệt so với những năm trước đó. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện việc gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, chớ chần chừ do dự. Tuy nhiên, thời điểm này sức khỏe bất ổn, đặc biệt nam giới cần cẩn thận họa huyết quang, đi xa không nên đi một mình, khi rảnh rỗi thì chú ý rèn luyện sức khỏe. 7. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Ngọ. Năm này hành sự bất lợi, nhiều khó khăn bất chợt xuất hiện, khiến kế hoạch của bạn buộc phải chững lại. Tình hình tài chính cũng không hanh thông, cần chú ý kẻ xấu ghen tị với những gì mà bạn đang có. Cuối năm mọi việc có vẻ bình ổn hơn, nhưng vẫn không thể lơ là, bản mệnh nên chú ý hành thiện tích đức, cẩn trọng kết giao. 8. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, tình hình tài lộc của tuổi Giáp Thìn trong năm có tốt, có xấu, con giáp này dễ phát tài bất ngờ, nhưng cũng dễ phải dùng tiền để giải quyết sự cố chữa bệnh tật. Trong năm bạn cũng cần cẩn trọng kẻ tiểu nhân xuất hiện, phá hoại mối quan hệ giữa bạn và người thân, bạn bè xung quanh. 9. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Thân. Đầu năm là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành đại sự, giữa năm bạn nên tập trung cho công việc, không nên quan tâm đến thị phi bên ngoài. Cuối năm có thể cơ hội phát tài bất ngờ, song bản mệnh không nên tham lam hoặc nóng vội, cần biết dừng lại khi đã thấy đủ. 10. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Dậu. Vận trình lưu niên của tuổi Giáp Thìn thấy rằng, người tuổi Giáp Thìn gặp được nhiều may mắn trong năm Dậu. Các tinh chiếu mệnh giúp bạn giải quyết mọi khó khăn, chắc trở một cách nhanh chóng, cốt là bạn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. 11. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Tuất. Năm Tuất bản mệnh khó tránh khỏi chuyện khẩu thiệt thị phi, vì thế cần tránh lo chuyện bao đồng, không nên tham lam chiếm đoạt những gì không phải là của mình. Như thế mới có thể trải qua một khoảng thời gian bình an, trong bất cứ công việc gì, bạn cũng phải tự mình cố gắng, tránh đi đường tắt, tận dụng quan hệ kẻo cuối cùng mọi công lao cũng là vô ích. 12. Tuổi Giáp Thìn gặp năm Hợi. Có các tinh tử vi chiếu mệnh, người tuổi Giáp Thìn có một năm thuận lợi và sự như ý. Công việc có bước tiến triển đáng kể, bạn dễ nhận được sự cân nhắc của lãnh đạo. Việc làm ăn kinh doanh cũng thuận lợi, do bạn ký kết được hợp đồng với nhiều đối tác đáng tin cậy, cuộc sống sang trang, chuyện tình cảm cũng có nhiều tin mừng, đặc biệt là với người độc thân. Vận mệnh tuổi Giáp Thìn với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Giáp Thìn sinh vào tiết lập xuân thường có phần tốt, nhưng phải bôn ba khắp nơi, ít được thảnh thơi. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 2 âm lịch. Người sinh vào tháng này thường được hưởng phúc khi về già, cuộc đời thăng trầm. Người tuổi Giáp Thìn sinh tháng 3 âm lịch. Là người thông minh sôi nổi ưa hoạt động, số may mắn, tay trắng lập nên nghiệp lớn.
Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 4 âm lịch. Là người hào hoa phong nhã, oai phong lẫm liệt, có ý chí nhưng thiếu quyết đoán. Số may mắn, phú quý có vợ hiền, con cháu hiển vinh. Tâm hồn luôn được thảnh thơi vui vẻ. Đây là người có thể làm được mọi việc, nhưng nhất thiết phải có tầm bao quát. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 5 âm lịch. Sự nghiệp kinh doanh thuận lợi, đời sống vật chất dư giả, cuối đời gặp nhiều may mắn. Là người cung kính, lễ phép, được mọi người quý trọng. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 6 âm lịch. Là người phong thái tôn nghiêm, có tài quản lý, số có gia thế hưng vượng, mọi việc thành công như ý, vợ hiền đẹp đảm đang, con cái vinh hoa. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 7 âm lịch. Sinh vào lập thu tiết đẹp khí tốt, là người có chí khí lớn, đáng tin cậy, dễ lập nên nghiệp lớn. Nếu là nữ giới sẽ rất thông minh quyền thế, hiển hách ung dung tự tại. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 8 âm lịch. Bản tính thông minh, ứng biến linh hoạt, trung thành nghĩa hiệp, số phận may mắn luôn vượt qua được gian khó, sự nghiệp dễ thành. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 9 âm lịch. Là người quyền thế hiệp nghĩa, nhưng dễ nản chí trước khó khăn, số có gia đình bình yên, vinh hoa phú quý, một đời hưởng phúc êm ấm. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 10 âm lịch. Sinh vào tiết lập đông dịu mát, có số thanh cao, trường thọ no đủ, một đời thuận lợi, tuy có lúc gặp hiểm nguy, nhưng nếu biết kiên trì vượt khó, thì mọi việc đều tốt đẹp. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 11 âm lịch. Số ít may mắn, cuộc sống thiếu thốn, hay gặp thất bại không được trợ giúp, khó làm ăn kinh doanh. Nếu làm chủ được mình, kiên cường vượt qua gian khó cũng nên nghiệp lớn. Là người bảo thủ nhưng khiêm nhường, có chí nhưng không gặp thời, hay âu lo phiền muộn. Người tuổi Giáp Thìn, sinh tháng 12 âm lịch. Số nghèo khó khác cha mẹ, cô bác em nên cẩn trọng khi kết giao bạn bè. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Giáp Thìn sau 60 tuổi. Tu lấy thân mình, làm người phải biết tu thân, vì một kiếp không tu, muôn kiếp khổ, một đời không ngộ, vạn đời sầu, tất bật hơn thua rồi cũng bỏ. Thong dong tự tại vậy mà vui, mơ mộng làm chi lắm khổ sầu, cuộc đời dâu bể lắm thương đau, khổ vui được mất sau giàu có gì còn mãi với ta đâu. Thôi giờ không mộng sẽ không đau, cuộc sống nhân gian huyễn một màu, buông lòng tỉnh mộng cùng vui sống, không buồn không giận sống bên nhau. Trên đời bao kẻ thích hơn nhau, nhưng lẽ hơn thua mãi thêm sầu, chỉ buông không chấp không tranh đấu, không sầu không hận sống không đau. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng bận lời thị phi, thấy điều gì có ích lặng lẽ làm rồi đi, ai gieo mầm san sẻ gặt hái về yêu thương. Người gieo nhân ích kỷ quả chín buồn cô đơn, cứ ôm hoài sầu hận chỉ khiến mình ta đau. Người vẫn cười hả hả, còn ta tóc bạc màu, lá thời gian rớt vội tháng ngày như bóng mây, trách chi ai lầm lỗi phiền gì đời đổi thay, cuộc đời này buồn lắm. Đừng tiết kiệm nụ cười, sống từ hòa cởi mở, đón thanh bình muôn nơi, cuộc đời này đẹp lắm, tiếc gì ngày đã qua, hiện tại luôn tươi thắm với cõi lòng bao la. Cẩn thận với cái miệng của mình, cái thân làm tội cái đời, cái miệng nói lắm thành lời hại thân, bao nhiêu cái họa đường trần. Đều do cái miệng mới cần phải tu, kẻ mà hay mắng người ngu, chứng tỏ kẻ ấy vốn ngu hơn người, kẻ hay nhếch mép chê cười, tự nhìn mình lại xem đời ra sao. Dù là miệng sắc như dao, cũng đừng nóng vội lao vào tìm nhau, mỗi ngày bớt nói một câu, tự dưng rồi cũng bớt đau lòng người. Người khác hạnh phúc vui sướng là do họ đã từng tạo nhiều phước đức, ít tạo ác nghiệp, bạn muốn được như họ thì hãy tu nhân tích đức, gieo nhiều nhân tốt lành, xin đừng tốn thời gian sân si, vì đố kỵ với họ chỉ làm tổn phước của bạn mà thôi. Vì thế trong cuộc đời này lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm giải thoát, lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm bạn đạo, lấy khó khăn làm thích thú. Lấy kẻ tuổi bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi giao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, đổi đời giàu có hơn người sau 60 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.